anh em thợ mộc chúng tôi khi mà đi làm thuê, lao động, chả mong gì hơn, chỉ mong các bác chủ nhà trả đúng, trả đủ là vui lắm rồi, chứ chả cần thưởng hay là bồi dưỡng, quan tâm gì cả. Nghiêm vượt khó khẳng định với anh em, thường thì anh em thợ chúng ta đi làm thuê, anh em cứ nghĩ mà xem, gần như anh em thợ chúng ta thích làm những nhà không có điều kiện, nó còn sướng hơn những nhà có điều kiện. Nhiều bác thợ mới vào nghề cứ thích làm cho những nhà giàu, nhà có điều kiện. Thực ra anh em đi làm nhiều rồi, anh em sẽ biết, sẽ hiểu. Anh em thợ phải biết rằng những nhà có điều kiện khi đi làm nó sẽ như thế nào, và những nhà không có điều kiện khi đi làm nó sẽ như thế nào. Nói chung, làm cho những nhà không có điều kiện, nhà nghèo, nó vẫn sướng. Đôi khi chỉ cần chén rượu nhạt, đĩa rau muống, nhưng tiền nong không thiếu một đồng, ra về ấm cả lòng. Còn lại 10% nhà giàu, may mắn thì vớ được nhà nó sướng. Còn lại các bác thợ chúng ta cứ đi làm nhiều rồi sẽ biết, thưởng thì chả thấy đâu, mà toàn bớt mấy xén. Mà không biết cái thằng bỏ mẹ nào nó nghĩ ra cái trò gia lộc, không biết nữa. Gia lộc là dành cho mấy anh em làm ăn buôn bán, chứ mấy anh em thợ mộc chúng tôi vóc ngắn cắn dài thì lộc lá cái nỗi gì. Sống thì đang phải cầm hơi như này, hễ mà rút oxy là tắc thở dễ đành đạch.